Lê Duy Tuyến mặc quần đen mang đai đỏ gặp ông đô Nguyễn Văn Long mặc quần đen mang đai xanh. Xin mời hang đô vào giữa sới, nghe trọng tài chính xe đẩy. Hàng đồ bắt tay trọng tài chính, bắt tay thân ái trước khi đấu. Hàng đồ chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Sau trận đấu ở lèo số 2, sẽ là trận đấu ở lèo số 4. Ông đồ Nguyễn Duy Long quân đội đang đứng đầu lèo, và ông đồ Lê Duy Quân ở Thanh Hóa xin theo. Xin mời hàng đồ chuẩn bị. Đề nghị trọng tài chỉnh đốn trang phục. Xin mời ông đô vào giữa sới, trận đấu tiếp tục. Xin mời Aldo vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Thank you.
Không gồng mình đánh tiếp theo, xin mời ông Đô đứng dậy. Hàng Đô chuẩn bị. Xin mời Hàng Đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Hết giờ. Hiệp thứ nhất đến giờ. Xin mời hai ông Đô ra nghỉ phút. Chúng tôi xin được mời anh Lê Văn Tuyên, cháu của ông Tung, mang chìa khóa ô tô về để cho nhà chùa lái xe đi lễ. A Di Đà Phật. Một lần nữa xin mời ông Đô, ông Lê Văn Tuyên, cháu Tung, mang chìa khóa về cho nhà chùa. Trong khuôn khổ giải U50, sau khi ông Đô Trần Văn Mậu đăng ký đứng đầu lèo, ông Đô Nguyễn Đình Toàn đăng ký trên theo. Xin mời hai ông Đô chuẩn bị. Hết giờ nghỉ, xin mời hai ông Đô vào giữa sới. Hàng Đô chuẩn bị, trọng tài chính chuẩn bị, hiệp thứ hai bắt đầu. Sau trận thi đấu ở lèo số 2, ông Đô Lê Duy Tuyến gặp ông Đô Nguyễn Văn Long là trận đấu giải U50. Ông Đô Nguyễn Đình Toàn gặp ông Đô Trần Văn Mậu. Hai ông Đô chuẩn bị. Xin mời anh.